ahora. ¿Cuál? ¡Coña! ¿Hay con chiva? ¿No? Con chiva, con mocena. Chị năng hả? Năm ngồi đấy. Năm ngồi làm gì nhỉ? Mẹ mẹ hỏi năm ngồi làm gì? Đây đấy. Quá. Cái chặt chuột quá nè. Sâu rồi đó. Để ai xem mày mấy. Nên phải lá trên sẵn. Xong rồi. Tôm đâu rồi? Đây. Máy quán rõ luôn. Rồi. Rồi. Chỉnh sửa gì không? Không, xong rồi. Cái gì nó đâu mà kính. Cảm ơn Linh à. Mãi thôi. Ê. Thôi để đấy cho mẹ đi, không phải cây gì đâu. Thấy à, tết thì mua đi mua hoa cả. Cho mấy ngắn này đấy. Đấy. Loại to này tí nữa không? Cái này mình tới cuốn dây của ăn được. Khó. Ôi trời ơi, lại sâu trí của mẹ rồi. Còn cái. Nằm quấn này đi. Quấn không gì ạ? Được chưa? Bảo sáng. À, không tắt loa. Tắt. Chồng bính à. Nó vần 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 tắt dùng gì? Mở kim lên. À, mở kim lên cái này. Mở kim lên à? Có cái này. Chả nhìn thấy đường thì tôi mò đây. Cái gì? Đấy, cục tròn là cái gì? Cục tròn tròn đấy là vặn kim lên này. Đâu, vặn lên. Thế đây. Vặn lên cái này. À, vặn kim không? À. Vặn lên, vặn xuống này. À, còn cái này là vặn nữa vâng. Còn đây là ấn xuống để cho nó giữ đường chỉ gì. Chả nhìn thấy đường nào mà may.
sẵn đó ba. Con ngu. Chị thím mà. Sẵn đang chịu tối lên. Không nhìn thấy đường chi hết. Thôi mai không mà bay nữa. Sao ăn màu khác cơ. Cái màu đi tối mà cái đen đi. Thảo đi. Coi tụi con báo gọi màu xanh bao nhiêu nữa. Hả? Mấy con báo xanh có chị nào nữa không? Không, phải chị cùng màu chứ mới nhìn được chứ. Rồi nghe lời may màu sáng hơn. Rồi may may. Kéo rồi. Kéo làm gì? Cắt chị về. Thấy đưa nó máy. Mà hôm nay có cu được mà đây. Cu con cu nhỏ, cu con mẹ mới cu to. Đây, đây là máy. Máy khâu mini. Máy máy mini chứ. Cái này nó chỉnh kim lên xuống này. Kim lên xuống. Đấy, bộ chỗ bóng chì này. Bấm bấm lên cho anh chạy này. Hút may này. Đó. Bình bỏ như này này. Nó nhỏ xíu. Mày mau lấy quần mà mặc. Giúp mày. Hút xuống. Đứng lên. Đó, giống mấy máy ngoài đời rồi. Máy bằng điện. Rồi, xong. Đây, cái hộp này. Tay. Rồi giấy. Cái này sử dụng bằng tiếng Anh. Bộ đồ nghề hết. Mệt chưa? Tục cậu may. Mua máy to hơn tí nữa, máy đồ nhỏ, đồ giống đồ trẻ em, đồ người lớn khó máy. Vặn kim xuống ấy. Is that the white bird? No. Is that the white bird? No.
Đấy, chỉnh kim xuống, hoàn kim xuống nè. Rồi, bấm máy. Máy. Cái tiền lấy cắt tiền khỏi dùng cái máy máy to rồi. Muốn biết pin sạc lâu không? Những di chuyển nó khó. Rồi xong. Rồi.